Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. Бộ Quốc phòng Nga nói hoàn thành mục tiêu trong trận oanh kích dữ dội ở Ukraine. Ông Medvedev gọi đó chỉ là tập đầu tiên và sẽ có nhiều tập tiếp theo. Kho chứa ở Kiev bốc cháy, tình báo Ukraine nhận định về vụ tập kích kinh hoàng. Tổng thống Zelensky cam kết tăng sức mạnh quân đội sau hành động của Nga. Mỹ Đức khẳng định giao hệ thống phòng không cho Ukraine. Ủy ban châu Âu chỉ trích Nga và Belarus sau vụ tập kích khắp Ukraine. Các tin tức khác, nạn nhân tử vong do lũ lụt gia tăng ở Venezuela. Hy Lạp tiếp tục tìm kiếm cứu nạn vụ lật tàu di cư. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, mở đầu là cập nhật tình hình khủng hoảng Ukraine. Thưa quý vị, sau khi hàng loạt thành phố Ukraine bị tấn công ồ ạt, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 10 tuyên bố lực lượng của Moscow đã tập kích chính xác tất cả mục tiêu định sẵn, gồm căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và viễn thông của Ukraine. Sau khi hàng loạt thành phố Ukraine bị tấn công ồ ạt, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 10 tuyên bố lực lượng của Moscow đã tập kích chính xác tất cả các mục tiêu định sẵn, gồm căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và viễn thông của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói mục tiêu của việc tập kích đã hoàn thành. Theo Reuters, đây là một trong những đợt oanh kích lớn nhất, dữ dội nhất ở Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2. Reuters đưa tin, ông Anton Garachenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, một tên lửa đã tấn công tuyến đường Vladimirskaya ở thủ đô Kiev, nơi đặt văn phòng trụ sở của Dịch vụ An ninh Ukraine SBU. Vị cố vấn nói thêm, dịch vụ tàu điện ngầm đã bị đình chỉ một phần ở Kiev và tất cả nhà ga dưới lòng đất trở thành nơi trú ẩn của mọi người. Ngoài ra, các vụ oanh kích cũng xảy ra ở thành phố Dnipro và Lviv. Ở miền nam, thành phố Zaporizhia bị tên lửa tấn công suốt 3 đêm liên tiếp và thành phố cảng Mykolaiv cũng bị oanh kích. Giới chức Ukraine tố cáo các vụ tấn công giữa giờ cao điểm mùng 10 tháng 10 đã được tính toán để sát hại nhiều người. Tuy nhiên, Moscow nói chỉ tấn công vào mục tiêu quân sự. Chiều ngày mùng 10 tháng 10, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng những vụ nổ rung chuyển Kiev vào sáng cùng ngày đều là một phần trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã sử dụng tên lửa tầm xa tấn công nhiều mục tiêu quân đội, cơ sở hạ tầng năng lượng và viễn thông của Ukraine trong ngày 10 tháng 10. Reuters trích dẫn lời ông Putin khẳng định, rõ ràng cơ quan mật vụ Ukraine đã ra lệnh, tổ chức và thực hiện hành động tấn công cực đoan với mục tiêu phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga. Nếu các nỗ lực tấn công này còn tiếp diễn trong lãnh thổ của chúng tôi, phản ứng từ Nga sẽ vô cùng thảm khốc. Sự đáp trả của Moscow sẽ tương xứng với mức độ đe dọa đặt ra cho Liên bang Nga. Không ai nên nghi ngờ điều đó, ông Putin nhấn mạnh. Vụ oanh kích khắp Ukraine xảy ra sau khi cầu huyết mạch do Nga xây dựng ở bán đảo Crimea bị cháy nổ vào sáng ngày 8 tháng 10. Theo Reuters, các quan chức Ukraine đã ăn mừng về vụ nổ ở cầu Crimea, nhưng đến nay Kiev không tuyên bố nhận trách nhiệm. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, gọi việc Nga oanh kích dữ dội khắp Ukraine ngày 10 tháng 10 chỉ là tập đầu tiên. Hãng tin Anadolu cho biết, ông Medvedev vừa viết trên Telegram rằng tập đầu tiên đã được phát, sẽ còn nhiều tập tiếp theo. Ông Medvedev nói thêm, theo quan điểm của mình, chính quyền Ukraine phải bị giải thể bởi Kiev, đặt ra mối đe dọa liên tục, trực tiếp và rõ ràng với Nga. Vì vậy, nhằm bảo vệ người dân và các biên giới của Nga, mục tiêu của các hành động tiếp theo trong tương lai là phải dỡ bỏ hoàn toàn chính quyền hiện tại của Ukraine, ông Medvedev nêu quan điểm. Ngay trước khi Nga tiến hành oanh kích, ông Medvedev vào ngày 9 tháng 10 cũng khẳng định cách duy nhất Moscow có thể phản ứng với cuộc tấn công thương vong của Ukraine trên cây cầu ở Crimea là phải loại bỏ những thủ phạm đã lập kế hoạch vụ nổ. Theo hãng tin Reuters, trong một cuộc phỏng vấn, ông Medvedev nói rằng không còn nghi ngờ gì về thủ phạm đứng sau vụ nổ nhắm vào cây cầu chiến lược giữa bán đảo Crimea với vùng Tây Nam nước Nga. Tội ác này được ra lệnh và thực hiện bởi một bộ phận chính quyền thất bại của Ukraine, đó là hành động cực đoan và phá hoại của chính quyền Kiev, ông Medvedev nói. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh, phản ứng của Moscow chỉ có thể là phải loại bỏ những kẻ cực đoan theo một cách được chấp nhận trên thế giới. Được biết, Kiev không tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc ở Crimea, nhưng các quan chức hàng đầu Ukraine đã ăn mừng. Cố vấn cho Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak đã gọi vụ nổ chỉ là màn dạo đầu.
Theo Anadolu, ông Medvedev đã đưa ra hàng loạt phát biểu cứng rắn nhằm vào chính phủ Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ. Một kho nhà lớn ở bờ trái sông Kiev đã hứng đòn tấn công tên lửa trong đợt oanh kích dữ dội khắp Ukraine ngày 10 tháng 10. Các nhân viên dịch vụ khẩn cấp quốc gia Ukraine đã nhanh chóng tới kho chứa dập lửa. Tại hiện trường, một nhà kho đã sập xuống bãi để xe. Tình báo quân đội Ukraine cho rằng Nga đã lên kế hoạch oanh kích từ đầu tháng 10 này. Thông báo của cơ quan tình báo Ukraine khẳng định các lực lượng Nga đã nhận lệnh từ Điện Kremlin từ ngày 2 và 3 tháng 10 để chuẩn bị tấn công vào hàng loạt cơ sở hạ tầng Ukraine. Các đơn vị tên lửa chiến lược đã chuẩn bị gần chục ngày cho vụ oanh kích hàng loạt vừa qua. Những cơ sở quan trọng của Ukraine bị nhắm mục tiêu, thông báo có đoạn viết. Phía Nga khẳng định chỉ tấn công vào mục tiêu quân sự, cơ sở năng lượng và viễn thông của Ukraine. Sau khi các tên lửa hành trình tạm ngừng rút xuống, người dân thủ đô Kiev của Ukraine đã rời nhà ga tàu điện ngầm vào hôm 10 tháng 10, Reuters ghi nhận. Truyền thông phương Tây nói rằng tên lửa đã rút xuống những giao lộ đông đúc, công viên và điểm du lịch ở trung tâm Kiev. Mật độ tên lửa dày đặc chưa từng thấy kể từ khi quân Nga rút khỏi thủ đô Ukraine tập trung vào Donbass. Một cư dân địa phương tên Irina nói với Reuters, chúng tôi nghe nhiều tiếng nổ và trốn xuống nhà ga điện ngầm. Moskivka, 32 tuổi, chia sẻ, sau khi đọc tin tức rằng khắp nơi Ukraine đang hứng chịu hỏa lực dữ dội, chúng tôi quyết định đạp tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất. Mọi người đều đoàn kết và bình tĩnh ở dưới này. Tôi cho con mình một nơi để ngồi, nghỉ trong tòa tàu. Chúng tôi ở đó suốt trận oanh kích. Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày 10 tháng 10 phát biểu trên truyền hình quốc gia cho biết, ông đã ra lệnh dùng số lượng khổng lồ tên lửa tầm xa phóng từ trên không, trên bộ, trên biển để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine nhằm đáp lại cái gọi là vụ tấn công cực đoan khiến cây cầu Kerch cháy nổ hôm 8 tháng 10. Thủ tướng Ukraine cho biết 11 cơ sở hạ tầng quan trọng ở 8 tỉnh và thủ đô Kiev đã bị tấn công, khiến một phần lãnh thổ bị mất điện, nước và không thể sưởi ấm. Tại thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine, tên lửa đánh trúng một ngôi nhà và một trường đại học, Reuters đưa tin. Cư dân địa phương tên Maseva, 46 tuổi, cho biết tiếng nổ rất lớn khi tên lửa lao tới. Văn phòng báo chí tỉnh Mykolaiv cho hay, tới ngày 10 tháng 10, Mykolaiv một lần nữa hứng chịu đòn tấn công tên lửa của Nga. Văn phòng nói thêm, nhiều tài sản của tỉnh và cộng đồng đã bị tấn công. Đằng sau tôi, mọi người có thể thấy một trong những tòa nhà của đại học đóng tàu quốc gia đã bị tên lửa tấn công nhiều lần, mới nhất là tên lửa S-300, trích lời quan chức phụ trách báo chí ở Mykolaiv nói với Reuters. Thành phố Dnipro miền đông nam cũng là mục tiêu trong cơn mưa tên lửa vào hôm 10 tháng 10. Chính quyền tỉnh Dnipropetrov cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng. Thống đốc Valentin Zadishchenko báo cáo 18 tên lửa đã trút xuống các cơ sở hạ tầng ở thành phố Dnipro, trong khi 5 tên lửa khác bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ. Nhiều vụ nổ cũng vang lên khắp các thành phố Lviv, Ternopoli ở miền tây Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đêm 10 tháng 10 phát biểu sẽ nâng cao sức mạnh của quân đội để phản ứng việc oanh kích của Nga. Ông nói, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang. Chúng tôi sẽ khiến kẻ địch đau đớn trên các chiến trận địa. Ông Zelensky cho hay, 12 người thiệt mạng trên cả nước Ukraine sau trận oanh kích và các quan chức đã báo cáo nhiều người bị thương. Theo Reuters, ông Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 10 tháng 10, sau đó viết trên Telegram nhấn mạnh hệ thống phòng không là ưu tiên số 1 trong sự hợp tác quốc phòng của chúng ta. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden nói với ông Zelensky, Mỹ sẽ cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến cho Kiev. Ngày 27 tháng 9, Lầu Năm Góc nói rằng hệ thống tiên tiến NASAM sẽ được giao cho Ukraine trong khoảng 2 tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 10 tháng 10 cho biết, Berlin sẽ giao một trong 4 hệ thống phòng không Iris-T cho Ukraine trong vài ngày tới. 3 hệ thống còn lại sẽ được Đức cung cấp từ đầu năm sau. Bà Lambrecht ra thông báo, vụ tấn công tên lửa mới đối với Kiev và nhiều thành phố khác đã chứng minh sự cần thiết để nhanh chóng cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Bộ trưởng Lambrecht nói thêm, Đức hỗ trợ vũ khí phòng không cho Ukraine là điều cần thiết để bảo vệ người dân khỏi tên lửa và máy bay không người lái. Trong khi đó, Moscow khẳng định chỉ tấn công vào mục tiêu quân sự. Hệ thống phòng không Iris-T có tầm bắn xa 40 km và đủ sức bắn hạ mục tiêu ở độ cao tối đa 20 km, được thiết kế để bảo vệ những địa điểm trọng yếu trước các cuộc tấn công từ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái hay tên lửa. Ủy ban châu Âu EC lên án vụ tấn công mà họ mô tả là tàn khốc của quân Nga ở hàng loạt thành phố Ukraine ngày 10 tháng 10. Ông Peter Stano,
Phát ngôn viên của EC khẳng định, vụ tấn công vừa qua đã đi ngược với luật nhân đạo quốc tế. Ngoài ra, ông Stado nói rằng, việc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đánh giá Ukraine sắp tấn công nước hàng xóm phía Bắc là những lời cáo buộc ngớ ngẩn, không có căn cứ. Người phát ngôn EC kêu gọi Minsk không ủng hộ Moscow tấn công Ukraine. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Minsk ngay lập tức ngừng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus làm nơi phóng tên lửa, bao gồm các vụ tập kích tên lửa và máy bay không người lái vừa xảy ra ở Ukraine, ông Stado nói. Theo Reuters, ông Lukashenko cho biết đã nhất trí với Tổng thống Nga Putin về thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó với gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây. Reuters cho biết, quân đội Belarus có khoảng 60.000 quân. Đầu năm nay, Minsk đã triển khai 6 nhóm tiểu đoàn chiến thuật với tổng cộng hàng ngàn quân tới khu vực biên giới. Đến ngày 9 tháng 10, Ủy ban biên giới nhà nước Belarus cáo buộc lực lượng Ukraine đã phá hủy gần như toàn bộ cầu và đặt mìn các con đường dọc biên giới với nước này. Một ngày trước tuyên bố, Bộ Ngoại giao Belarus triệu đại sứ Ukraine tại Minsk và trao công hàm nói rằng Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine kiên quyết bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm khiêu khích và đổ lỗi cho Kiev. Điện Kremlin ngày 10 tháng 10 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch gặp Tổng giám đốc Rafael Grossi của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào thứ Ba ngày 11 tháng 10 ở Nga. Theo Reuters, ông Grossi suốt nhiều tháng qua đã thúc đẩy Moscow và Kiev thống nhất thành lập khu phi quân sự xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, hiện do quân Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Đây cũng là nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu. Khu vực xung quanh nhà máy suốt mấy tháng qua đã chứng kiến nhiều màn pháo kích dữ dội. Nga và Ukraine luôn đổ lỗi cho nhau thực hiện hành động này. Ngoài ra, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin còn có kế hoạch gặp Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào hôm 11 tháng 10. Giữa nhiều căng thẳng ở Ukraine, ông Martin Griffiths, điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 10, vẫn bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Moscow và Kiev về đảm bảo hành lang cho ngũ cốc có thể được gia hạn. Thỏa thuận ký hồi tháng 7 với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian tới nay đã giúp hơn 6 triệu tấn ngũ cốc và các loại thực phẩm khác được xuất khẩu từ Ukraine. Thỏa thuận sẽ hết hạn vào tháng tới. Ông Griffiths và người phụ trách thương mại ở Liên Hợp Quốc, bà Rebecca Greenspan, dự kiến sẽ tới Moscow vào cuối tháng này để thảo luận với các quan chức Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva ngày 10 tháng 10 sau vụ oanh kích lớn trên khắp Ukraine, ông Griffiths khẳng định, quan điểm của chúng tôi ở Liên Hợp Quốc là phải tìm cách gia hạn thỏa thuận, và tôi nhận thấy có lý do để kéo dài thỏa thuận. Sau thời hạn 4 tháng đầu tiên sắp kết thúc, chúng ta nên gia hạn nó trong một năm. Ông Griffiths cho biết, các nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm việc miệt mài, thấu đáo với mong muốn có thể gia hạn và mở rộng thỏa thuận về ngũ cốc Ukraine. Họ hy vọng sau thực phẩm, các mặt hàng khác như phân bón cũng có thể được xuất khẩu trở lại từ các cảng trên Biển Đen. Chuyển sang các tin tức khác, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chào đón Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tới Berlin ngày 10 tháng 10. Trong cuộc họp chung, ông Scholz và ông Orbán tập trung thảo luận về châu Âu, quan hệ song phương, các vấn đề kinh tế và quốc tế, đồng thời hai nhà lãnh đạo cũng bàn về các diễn biến gần đây trong xung đột ở Ukraine. Reuters trích thông báo của phát ngôn viên chính phủ Đức hồi tuần trước cho biết, dự kiến không có cuộc họp báo chung sau cuộc gặp giữa ông Scholz và ông Orbán. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani ngày 10 tháng 10 nói rằng Tehran sẽ không cho phép bất kỳ nước nào can thiệp vào vấn đề nội bộ. Phát biểu được đưa ra sau nhiều tuần cộng đồng quốc tế chỉ trích Iran chấn áp làm sóng biểu tình liên quan đến cái chết của cô gái trẻ Mahsa Amini, người phụ nữ 22 tuổi từ vùng Kurdish của Iran đã qua đời hôm 16 tháng 9 trong lúc bị cảnh sát đạo đức bắt giam vì trang phục không phù hợp. Sự việc đã làm bùng nổ biểu tình trên khắp Iran có quy mô lớn nhất kể từ năm 1979, theo Reuters. Hồi tháng trước, Iran cho biết đã bắt giữ 9 công dân châu Âu vì vai trò của họ trong cuộc biểu tình hỗn loạn. Đợt biểu tình khắp cả nước Iran đã nhận về sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong khi Tehran cáo buộc Mỹ và Israel lợi dụng tình hình hỗn loạn để làm mất ổn định nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Người dân ở thị trấn La Terrejas, bang Aragua của Venezuela vẫn khoác khoải tìm kiếm người thân mất tích vào ngày 10 tháng 10 sau trận lũ lụt kinh hoàng. Hơn 50 người đã bị cuốn trôi hôm 8 tháng 10 do lũ càn quét sau những cơn mưa xối xả. Thị trấn này nằm cách thủ đô Caracas gần 70 km, hứng chịu thiệt hại nặng nề trong mưa lũ. Các hộ kinh doanh và nông trại bị tàn phá nghiêm trọng. Theo Reuters, một quan chức an ninh địa phương nói với báo chí ngày 10 tháng 10 có ít nhất 36 người thiệt mạng và 56 người vẫn còn mất tích trong đợt lũ. CCTV đưa tin, các tình nguyện viên địa phương đã giúp đỡ lực lượng tuần duyên Hy Lạp trong nhiệm vụ giải cứu nghẹt thở hồi tuần trước. Khi đó, thuyền chở khoảng 100 người di cư đâm vào đá gần đảo Kythira
và bị lật úp. Chính quyền địa phương cho biết khoảng 80 người được giải cứu ngay sau khi tai nạn xảy ra đêm ngày 6 tháng 10, nhưng ít nhất 15 người vẫn còn mất tích. Việc tìm kiếm cứu nạn chỉ nối lại hôm 9 tháng 10 sau 3 ngày tạm ngừng vì thời tiết xấu. Michalis Protopastis, chủ một công ty xây dựng nhỏ ở đảo Kithira, là một trong những người tình nguyện giúp đỡ. Ông đã dùng cần cẩu để đưa 65 người di cư mắc kẹt tới vị trí an toàn. Các tàu và thợ lặn của các lực lượng tuần duyên Hy Lạp vẫn đang tìm kiếm người mất tích. Các vật dụng của họ trôi nổi trên biển ở gần hiện trường vụ đắm tàu thảm khốc. Cùng với lúc vụ tai nạn ở đảo Kithira, một vụ lật tàu khác cũng xảy ra ngoài khơi đảo Lesbos của Hy Lạp, khiến ít nhất 18 người chết đuối. Kithira là một tuyến đường thường được các tổ chức buôn người sử dụng để đưa người di cư băng qua Hy Lạp tới Ý. Hòn đảo đã chứng kiến vô số tai nạn lật tàu của người di cư, với hàng ngàn cây số đường bờ biển và nằm vào gần khu vực trung tâm Hy Lạp từ lâu trở thành mặt trận tuyến đầu của châu Âu trong cuộc khủng hoảng di cư. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như Nguyễn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.